Alo, xin chào, mình là Kiều Diễm và chúng ta lại gặp nhau trong HNKGH ngày 4 tháng 4 với tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Hôm nay Google đã công bố thỏa thuận BAX dành cho các nhà sản xuất smartphone chạy hệ điều hành Android. Với những nhà sản xuất đồng ý ký vào thỏa thuận này, họ sẽ được phép sử dụng những bản quyền liên quan tới Android và ứng dụng Android của nhau. Hiện tại, BAX đã có rất nhiều các tên tuổi lớn khác tham gia như Google, Samsung, LG, Foxconn, Nokia, HTC, Coolpad, BQ, OnView và sở hữu tới hơn 230.000 bản quyền sáng chế trên toàn thế giới. Quá ngon rồi, từ nay khỏi đi kiện nhau nhé. Chỉ vừa mới ra mắt iOS 10.3 thôi nhưng hôm nay Apple đã tiếp tục tung ra bản cập nhật nhỏ iOS 10.3.1 nhằm sửa lỗi như lỗi tràn bộ nhớ đệm và cải thiện bảo mật. Các thiết bị iPhone 5, 5C và iPad thế hệ thứ tư sử dụng bộ vi xử lý 32 bit cũng đã có thể update OTA phiên bản này. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không kiểm tra cập nhật ngay bây giờ nhỉ? Windows là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới đã rất nhiều năm nay, nhưng mới đây, theo dữ liệu thống kê của StarCounter, lượng người dùng Android đã vượt qua lượng người sử dụng hệ điều hành của Microsoft. Điều này cũng không quá ngạc nhiên khi Android chạy trên rất nhiều smartphone từ giá rẻ đến cao cấp mà giờ đây đã trở thành một thứ không thể thiếu. Nhưng Windows thì khác, đây là hệ điều hành dành cho máy tính và nó vẫn là phổ biến nhất khi chiếm tới 84% thị phần. Nếu Microsoft chăm chút Windows 10 Mobile kỹ hơn, có lẽ Windows sẽ vẫn giữ vững ngôi đầu, nhưng tiếc là dù sao cũng chúc mừng cho Android nhé. Google mới đây cũng đã bổ sung thêm một tính năng vào trong ứng dụng Google Maps tại thị trường Việt Nam. Theo đó, khi chọn địa điểm đến và chọn Uber hoặc Grab, Google Maps sẽ hiển thị các vị trí xe xung quanh bạn, bao lâu thì xe đến và giá cước tương đối của từng loại xe. Cập nhật này sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc lựa chọn dịch vụ với mức giá cước hợp lý nhất. Hôm nay, Netflix đã cập nhật ứng dụng cho mình trên hệ điều hành Windows 10, cho phép tải phim về để xem offline khi không có kết nối mạng. Tính năng này đã được tung ra cho Android và iOS từ năm ngoái và bây giờ đã được mang lên nền desktop. Tuy theo thị trường mà tính năng này sẽ được bổ sung sớm hay muộn và rất tiếc ứng dụng chính chủ trên Mac vẫn chưa được cập nhật. Hiện tại, Netflix cũng đã hỗ trợ Việt Nam tới mức giá cước vào khoảng hơn 200.000 đồng. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai. Bye bye!